Rồi, xin chào các anh chị. Chúng ta sẽ đến với cái buổi gọi là chia sẻ về cái chương đầu tiên trong cái quản trị doanh thu của khách sạn mà lớp cơ bản. Thế thì trong cái chương này, chúng ta sẽ nói về cái phần gọi là giới thiệu về cái phần cơ bản cơ bản nhất trong cái chương trình, đó là về các cái định nghĩa về cái lịch sử hình thành và phát triển, rồi những cái triết lý và các cái tư duy trong quản trị doanh thu, các cái điều kiện nào để chúng ta có thể áp dụng được cái quản trị doanh thu vào trong cái hoạt động kinh doanh của khách sạn đó, rồi các cái cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của bộ phận quản trị doanh thu nó như thế nào, rồi các cái cơ hội phát triển nghề nghiệp ra làm sao đó, và một số các cái thuật ngữ mà anh chị cần phải nắm được để có thể gọi là hiểu được các cái phần gọi là chia sẻ và trong cái buổi các cái buổi đào tạo kế tiếp. Phần về phần định nghĩa thì ở đây tôi có đưa ra cho các anh chị một cái phần định nghĩa nó rất là cơ bản ha. Các anh chị có thể nghe ở đâu đó rồi và có thể thấy cũng gọi là nhiều ở trên nhiều các cái kênh khác nhau. Tuy nhiên thì ở đây tôi muốn phân tích cho các anh chị thấy được cái tầm quan trọng của nó, về cái độ sâu của nó để các anh chị có thể hiểu được ha. Ở đây thì mình có một cái định nghĩa mà tôi rút ra được ha, trong các cái quá trình làm việc thì đây là cái định nghĩa mà tôi cho là nó sát nhất và nó gọi là bao quát được nhất. Thì quản trị doanh thu là một chuỗi các cái công việc và những cái hoạt động mà nó mang cái tính gọi là khoa học và tính kỷ luật rất là cao, để nhằm xây dựng những cái nguyên tắc và tiêu chuẩn cho cái hoạt động kinh doanh của khách sạn, để từ đó mà chúng ta có thể tối ưu được các cái hiệu suất làm việc của nhân viên, tăng được cái tính chuyên nghiệp trong cái dịch vụ và tăng được cái sự hài lòng của khách hàng. Thông qua đó thì khách sạn có thể tối ưu được giá bán, tối ưu được cái lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, và rồi tối ưu được doanh thu và lợi nhuận cho khách sạn của mình. Đó, thì quản trị doanh thu sẽ hướng đến cái công việc là bán đúng cái sản phẩm, đến đúng khách hàng, đúng giá, đúng thời điểm và đúng kênh phân phối. Sẽ có 5 cái right ở đây ha các anh chị, có 5 cái đúng ở đây các anh chị nên nhớ. Thì cái 5 cái đúng này nó không chỉ đúng ở trong cái gọi là quản trị doanh thu của khách sạn đâu, nó đúng trên rất là nhiều các cái ngành nghề khác nhau. Thì sau đây tôi sẽ giải thích thêm cho các anh chị hiểu. Là ví dụ như các anh chị cũng thấy rằng không phải chỉ có khách sạn, anh chị đi tới bất kỳ một cái doanh nghiệp nào, anh chị kinh doanh, anh chị đi làm thì anh chị sẽ thấy rằng doanh nghiệp nào họ cũng sẽ có bán cái sản phẩm gì đấy. Thì khi họ bán sản phẩm đó thì họ phải có khách hàng mua, đúng không ạ? Rồi khách hàng mua thì họ mua giá như thế nào? Đó, rồi những cái thời điểm nào là cái thời điểm mà gọi là mình công ty đó sẽ bán cái sản phẩm đến cho khách hàng và thông qua những cái kênh nào, thì gần như các doanh nghiệp tất cả các lĩnh vực đều gọi là xoay quanh cái kiến thức và những cái nền tảng liên quan đến sản phẩm, khách hàng, giá bán, kênh phân phối và thời điểm đó. Thế thì nếu mà anh chị nhớ năm cái rank này á, năm cái đúng này, thì các anh chị sẽ gần như là tiếp cận được với các cái công việc mà gần như là đi theo suốt cái hành trình đi làm việc của các anh chị, dù cho anh chị đi làm công hay là anh chị sau này làm doanh nghiệp riêng của mình, thì nó đều có thể giúp được cho các anh chị với năm cái đúng này. Chỉ cần chúng ta xoay quanh cái chuyện là làm sao để làm được đúng năm cái này là chúng ta sẽ thành công. Thì đây là một cái kiến thức rất là cơ bản nhưng mà nó rất là quan trọng đối với gọi là quản trị doanh thu. Về lịch sử hình thành thì theo như Wikipedia thì cái ngành quản trị doanh thu này nó được sử dụng gọi là ứng dụng đầu tiên trong cái lĩnh vực trong cái lĩnh vực hàng không. Từ đầu những đầu những năm 70 và 80. Thế thì tiền thân của quản trị doanh thu đó được gọi là yield management. Đó, và được ông Robert Crandall, là cựu chủ tịch CEO của American Airlines, là tiên phong ứng dụng vào cái ngành hàng không. Đó thì khi đó thì nó được gọi là yield management.
vì nó cũng chỉ mới tập trung vào những cái kỹ thuật rất là cơ bản, đó là ví dụ như là kiểm soát cái inventory, rồi bán cái giá gọi là giá bán trước, early bird, bán và thu tiền trước, rồi quản lý các cái overbooking để mà có thể tối ưu được cái doanh thu cho các cái hãng hàng không. Thế thì ở đây anh chị thấy là cái yield management nó chỉ tập trung ở câu chuyện là làm sao bán được, ha, bán được nhiều hàng, bán được cho nó tốt. Đó. Thì sau đó thì cái ông Robert Crandall này ông mới đem cái sự thành công ở trong cái lĩnh vực hàng không đấy để mà chia, rồi sau đó là chia sẻ với ông Bill Marriott, là một trong gọi là ông CEO đầu tiên của Marriott và là người sáng lập và tập đoàn Marriott. Thì ông này đã ứng dụng cái tiêu chuẩn này, cái yield management này vào trong cái hoạt động kinh doanh của khách sạn. Bởi vì khi đó, đó là tập đoàn khách sạn Marriott cũng có những cái vấn đề rất là tương tự như kiểu các hãng hàng không đó. Thì nhưng mà khi mà ứng dụng vào thì cái độ phức tạp của nó phức tạp hơn là cái ở bên mảng hàng không. Bởi vì ngoài câu chuyện làm sao bán được hàng thì bên khách sạn họ còn phải quan tâm đến phần ví dụ như là chi phí, quan tâm đến cái phần RevPAR, tức là làm sao để tối ưu được cả occupancy mà lẫn giá ADR đó, rồi quan tâm đến phần là distribution, rồi cái sự hài lòng của khách hàng. Nó có khá nhiều khía cạnh khác nữa để phải xem xét trong cái việc ứng dụng gọi là revenue management. Thế nên là trong cái lúc đó thì ngành khách sạn họ họ gọi bằng một cái tên khác, đó là revenue management thay vì là yield management ở trong ngành hàng không. Thì đến đến nay thì cái revenue management này nó được ứng dụng không chỉ trong ngành khách sạn và hàng không nữa, mà nó đã được ứng dụng rất là rộng rãi ở trong các cái ngành nghề khác nhau, ví dụ như là nhà hàng, spa, golf, vận chuyển, trung tâm hội nghị, và vân vân. Có rất là nhiều các cái ngành nghề có thể ứng dụng được revenue management. Thì sau đây tôi sẽ nói đến cái điều kiện nào để các anh chị có thể ứng dụng được cái revenue management này vào trong cái hoạt động kinh doanh. Vâng, hẹn các anh chị ở cái video chia sẻ kế tiếp.